Dân mạng nghi vấn Puka và Jin Tuấn Kiệt mang nhận đôi cùng nhau. Chuyện gì đây? Mới đây trên TikTok của mình, Puka đăng tải khoảnh khắc bắt trend cùng người bạn Duy Khánh. Trong clip cả hai thực hiện những động tác búng tay cực ngầu. Đáng chú ý, sau khi cả hai biến hình bằng cú hất tay thì bỗng dưng phía sau Puka, Jin Tuấn Kiệt xuất hiện với chiếc áo thun trắng, khiến Puka không khỏi lo lắng. Có thể nhìn thấy rõ gương mặt Puka lộ rõ vẻ bất ngờ khi thấy Jin Tuấn Kiệt đứng từ phía sau chăm chú nhìn mình. Thậm chí nam ca sĩ còn có hành động nhếch một bên chân mày, khiến Puka tròn mắt vì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dưới đoạn clip, không ít cư dân mạng chỉ ra rằng dường như đây chính là màn công khai có chủ ý từ cặp đôi Jin Puka. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn soi ra được cả hai đã mang nhẫn đôi trong một vài khoảnh khắc. Thời gian qua, Puka và Jin Tuấn Kiệt là những cái tên nhận được tình yêu thương của khán giả khi thường xuyên xuất hiện trên các game show. Vào khoảng gần cuối năm 2019, tin đồn hẹn hò của họ bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn thông qua các cử chỉ tình cảm khi họ cùng đi quay chương trình. Dù chưa một lần lên tiếng thừa nhận, nhưng cặp đôi vẫn luôn khiến người hâm mộ phải dần dần. Khi có một loạt hình hẹn hò như thường xuyên xuất hiện cùng nhau với tần suất khá nhiều trong các cuộc vui cùng bạn bè.